Phát tới kìa. Kêu chú Phát vô. Không, nhưng mà chú Phát nói bí mật. Bí mật gì không biết nữa. Đâu? Gì đó. Tặng em. Sao tự nhiên bữa nay tặng bông vậy? Kỷ niệm một năm anh chính thức theo đuổi em. Ồ. Em cảm ơn. Vậy là chắc cây bông này trồng đến 365 ngày mới nở bông. Cảm ơn anh. Trang, em đồng ý làm vợ anh nha. Chị đồng ý đi. Em... anh nghĩ là anh đã đủ chín chắn và trưởng thành để có thể lo được cho em. Đồng ý làm vợ của anh nha. Em... anh hứa sẽ quan tâm và lo lắng cho em suốt cuộc đời. Anh đứng lên đi. Anh đứng lên đi. Em rất là bất ngờ. Em chưa có sẵn sàng cho cái chuyện này á. Em chưa sẵn sàng cho đời sống hôn nhân. Em xin lỗi. Em biết là em làm anh thất vọng lắm, nhưng mà khi mà em chưa sẵn sàng, em cảm thấy là em không có... Em xin lỗi. Thôi, không sao. Chiếc nhẫn này đã thuộc về em. Còn quyết định đeo hay không là tùy em. Anh sẽ chờ. Anh cho em thêm thời gian nha. Ừ. Chú, là sao vậy chú? Thất bại rồi. Con chơi buồn với chú nha. Trời, chán đi. Vô gì? Tại sao chán hả? Chị mà đi lấy chồng á, em sẽ được ăn đám cưới. Trời đất ơi, làm như tôi bỏ đói vậy, ngày nào cũng cho ăn ngày ba bữa hết. Mắc gì mà đòi đi ăn đám cưới, hả? Lý do gì, khai mau. Tại chị mà đi đám cưới á, không có ai la em mỗi ngày, không ai quản em nữa. Đừng có mơ nha, tôi là tôi quản cậu cả đời luôn, nghe chưa? Hả? Ai sợ ai, em tin là chị không bao giờ để được chồng đâu. Chỉ sợ chị già, rồi xấu thôi. Làm trời ơi, lúc đó không ai la nữa gì đâu á. Trời. Đứng lại nha. Dám nói gì cả đời. Mới tới hả con? Dạ, chào bác. Ừ, ngồi đi con. Dạ. Sao? Cầu hôn thất bại hả? Vậy sao bác biết? Trời ơi, nói không phải chứ bác đứng trong nhà bác nghe hết rồi. Dạ. Mà thôi, con cũng đừng có buồn. Con Trang mà không lấy con thì lấy ai? Dạ, được sự ủng hộ của bác với lại em Nam, con không tin là Trang sẽ từ chối con hoài. Con sẽ kiên trì theo đuổi Trang. Hư quá nha. Tôi cắt lương rồi không có tiền ăn bánh. Đừng nói sao xui nha. Con ủng hộ chú mà chị Trang cắt lương luôn kìa. Khoan đã. Tại sao kêu chị Trang mà lại kêu chú Phát? Đáng lẽ phải kêu anh Phát luôn mới đúng chứ. Tại con thích kêu chú à. Dặn hoài mà ổng nghe. Mai mốt quá, tôi ủng hộ chính sách quản thúc của chị Trang rồi. Ráng chịu nghe chưa. Chú Phát chơi xấu. Còn chơi xấu chú Phát trước. Ráng chịu. Chú Phát chơi xấu quá. Ê, lên đây. Lại đây. Sao vậy? Ai chọc con mà mặt con bí xị? Sao lúc nãy mẹ không nhận lời cầu hôn của chú Phát? Con thấy chú đó tốt mà. Hay là tại mẹ có con rồi nên mẹ không chịu chú Phát nữa? Tầm bậy tầm bạ không à. Thực ra người lớn á, người ta có những cái lý do riêng của mình để mà không đến được với nhau. Con hiểu không? Mà con nít không có biết được. Cho nên là con đừng có suy nghĩ lung tung. Hay là mẹ sợ chú Phát biết con là con của mẹ? Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi. Trước mặt chú Phát, con không gọi mẹ bằng mẹ đâu. Con vẫn gọi mẹ bằng chị. Bí mật này chỉ có con với mẹ biết thôi. Mẹ tin con mà. Nam của mẹ là ngoan nhất. Mẹ không có sợ chuyện đó. Nhưng mà mẹ hỏi con nè. Cái chuyện mà mẹ không cho con gọi mẹ là mẹ đó, con có giận mẹ không? Đâu, con đâu có giận đâu. Gọi mẹ bằng chị cho mẹ trẻ hơn thôi, để mẹ lấy được chồng.
Trời ơi, con là ông cụ non nghe chưa, bây giờ muốn gả chồng cho mẹ nữa hả? Con phải ông cụ non, con là ông bụt của mẹ. Ok, ông bụt của mẹ. Nhưng mà mẹ nói nè, tất cả mọi chuyện bây giờ chỉ là tạm thời thôi. Tới một lúc thì mẹ cũng phải nói cho chú Phát biết chuyện con là con của mẹ. Chú Phát có quyền được biết sự thật, con hiểu không? Hiện tại hai mẹ con mình đang nói dối, như vậy rất là xấu. Ủa, nếu chú Phát biết con là con của mẹ, chú Phát có giận không ta? Chắc chú Phát không giận đâu. Kêu mẹ bằng chị cho mẹ trẻ hơn thôi mà. Mẹ cũng không biết nữa, nhưng đối với mẹ đó, bé Nam là số 1. Không ai có thể thay thế được bé Nam hết. Nè đây. Chọc giận mẹ vậy? Con mẹ hồng chứ ai. Không biết mẹ giàu bao nhiêu nữa mà cái mặt mẹ chảnh lên thấy ghét luôn vậy. Mở miệng là khoe à, nhà tôi hả bao nhiêu cái biệt thự, à, bao nhiêu miếng đất. Đúng là nhà giàu mới nổi nè hả? Cho nên cái miệng lúc nào cũng khoe khoang như vậy hết trơn. Ôi kệ người ta đi. Còn mày nữa, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày. Ban đêm á thì đi quán bar vũ trường, bây giờ ban ngày này về nhà nè con nốc ba cái rượu này như uống nước vậy con. Sao con không biết lo lắng cái gì trơn vậy hả? Lo gì mà lo, con xài có nhiêu tiền thấm thía gì đâu. Trời ơi sao không thấm thía con, cái nhà này bây giờ hả con ăn chơi con xài tiền riết, bây giờ chỉ còn cái vỏ thôi. Vỏ? Mẹ giỡn rồi, giỡn mới vui nha. Tôi không có nói giỡn với anh nha. Anh biết không, ba cái cổ phiếu nè tôi chơi nè, bây giờ hả mắc nợ quá trời luôn. Bây giờ đang xoay sở đi chạy tiền trả cho người ta nè, nhiều lắm con ơi, không có trả nổi đây nè. Thì bây giờ nợ mẹ gây ra thì bây giờ mẹ gánh đi chứ, mẹ nói con lo gì mà lo, con biết lo gì đâu. Trời ơi trời, thằng này nói chuyện thấy ghét hay chưa? Sao con chỉ biết lo bản thân của con không vậy hả? Nè nghe mẹ hỏi, lúc mà con thôi con Trang ra đó có gặp mẹ con nó không? Sao tự nhiên nay mẹ hỏi con chuyện này? Bởi vậy bây giờ con Trang đó, con biết nó làm gì không? Giám đốc một công ty cái bằng trang trí nội thất á, rất là giàu luôn. Công nhận con nhỏ đó giỏi thiệt ha. Nó làm ăn ngày á hả, càng ngày càng lên như là diều gặp gió vậy đó. Phải chi hồi đó con đừng bỏ nó ha. Bây giờ là mẹ nè, mẹ có một đứa con dâu vừa giàu vừa giỏi là mẹ nhờ rồi, biết không? Thì lúc ở với nó đâu có biết là nó sẽ có số tài sản lớn như vậy. Rồi lúc cũng ở cũng mẹ, hồi đó con ở với nó mẹ nói là mẹ kêu con là mẹ xúi con là bỏ nó đi, nhưng mẹ còn nói gì nữa? Cũng tại con. Để con lo ăn chơi không lo làm ăn, không phải chi hồi đó con cưới nó vậy con nói với mẹ ha, là cái tướng nó giàu lắm thì mẹ đâu có xúi con bỏ nó. Bây giờ nè con biết không, nó quen với một người hả giàu ngang ngửa với nó luôn, chưa có vợ trai tơ nghe. Còn mày nhìn mày lại đi, mày không bằng một gốc của người yêu nó nữa. Thôi nha mẹ, con là không có thích là mẹ so sánh con với những thằng nhảy ranh đó đâu nha. Không sợ thua kém á ha, thì con đi cướp vợ về đi. Bây giờ nó giàu lắm, con cướp nó về đi con giúp cho mẹ. Mẹ thiếu nợ quá trời luôn. Mẹ biết là cái khả năng của con á, có thể là con làm được chuyện đó đó. Năng cái nha. Gì? Bây giờ không có ở với con Trang nữa, bây giờ cướp nó, cướp làm sao mà cướp. Nhưng mà nó có con với con. Con biết tại sao nó giàu không? Không. Mẹ đi coi bói, thầy bói nói á, nó có con với con, nó đẻ thằng nhỏ đó ra hợp tuổi nó, cho nên nó làm ăn nó phất lên nó giàu. Bây giờ con làm ơn con đi đòi lại cho mẹ đi. Mẹ nói con mới nghĩ ra. Như vậy là nó nhờ con làm cho nó có con. Ừ. Cho nên nhờ đứa nhỏ đó nó mới làm ăn, mới có tiền, mới có tài sản lớn như vậy đúng không? Đúng rồi. Vậy là đúng rồi, bây giờ mình phải làm cái cách gì đó để cho nó trả công lao cho hai mẹ con mình xứng đáng mới được chứ. Ừ. Nó nghe nè, bây giờ con làm cách nào hả? Cách tính bây sao? Giờ chưa có nghĩ ra cách gì hết á. Bây giờ chắc là phải gặp nó rồi liên lạc lại để mà nói lại tình xưa trước cái đã, rồi sau đó mới tìm cách gì đó lấy cái số tài sản của nó. Vô đi.
Cà phê của em đây. Thank you. Trưa nay em có hẹn với ai không? Đi ăn trưa với anh nha. Ừ, em gặp khách hàng rồi. Ồ, thôi vậy chiều. Chiều hả? 4 giờ em phải tư vấn cho nhà thầu nè. 6 giờ mới xong, được không? Người ta đi ăn 6 giờ đúng rồi, ai đi ăn 4 giờ? Em đó, lúc nào cũng công việc hết á. Phải chú ý đến bản thân mình chứ. Em 30 rồi còn gì? Giận luôn. Anh giỡn mà. Em lúc nào cũng là người phụ nữ hoàn hảo nhất của anh. Thôi biết rồi. Thôi nè, bây giờ tới giờ em đi rồi nè. Ừ. Thôi em đi đi, anh cứ qua phòng nhân sự một chút. Chiều anh đón em. Ok. Bye. Alo, nghe. À, khách quen hả? Ok, vậy mời vô nha. Rồi, rồi. Vô đi. Kiếm tôi có chuyện gì? Đã mấy năm không gặp rồi, bây giờ nhìn em khác quá. Chồng em xinh đẹp hơn trước nữa. Hiện tại thì anh chỉ quan tâm đến cuộc sống của em và con như thế nào thôi. Vì anh nhận ra một điều là anh vẫn còn thương em và con. Anh nói gì? Thương em và con hả? Có nghĩa là anh vẫn coi tôi là vợ đúng không? Anh đừng có nghĩ như vậy nữa, kỳ lắm. Nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây chưa bao giờ anh coi tôi là vợ. Tránh ra. Mẹ anh cũng chưa bao giờ coi tôi là con dâu. Bây giờ nó hết thương cô rồi. Cô làm ơn cô đi giùm tôi đi. Nhắc chi cái chuyện này. Anh xin lỗi. Anh biết là anh có lỗi với em và con. Anh không cần xin lỗi. Đây là lỗi của tôi. Có thể nói là lỗi lầm lớn nhất cuộc đời tôi là sống chung với anh. Nhưng mà không sao hết, đó là chuyện của quá khứ rồi. Người trưởng thành là phải biết sửa lỗi. Qua rồi, cho qua đi. Nhưng mà lúc trước mình còn trẻ với lại còn nông nổi. Bây giờ anh thay đổi rất là nhiều rồi. Anh cần em, anh cần con. Không biết anh thấy sao chứ đối với tôi 6 năm nó dài lắm. 6 năm trời. Anh chưa bao giờ tìm tôi, chưa bao giờ tìm con hết. Thì lẽ gì giờ đây anh nhắc đến chuyện con hả? Tôi nói cho anh biết, cuộc sống hiện tại của tôi rất là bình yên, thậm chí là rất tốt. Anh có biết bao nhiêu lần tôi phải nuốt nước mắt vì không trả lời được với thằng bé là cha nó là ai không? Nhưng mà tôi vượt qua hết á. Cháu của mẹ, mẹ không nhận luôn hay sao? Con sẽ hối hận cho con biết. Mẹ. Con. Mẹ ơi, xuống ăn cơm mẹ. Mẹ mệt quá, mẹ không ăn cơm. Bây giờ con xuống ăn cơm trước với bà ngoại nha. Đi mẹ. Thôi mà, mẹ năn nỉ mà. Đi xuống ăn đi. Cho mẹ nằm nghỉ xíu đi. Xuống ăn khỏe liền á mẹ. Mẹ. Nam, để cho mẹ con nghỉ đi, mẹ con đang mệt đó. Bà ngoại xuống nấu cháo cho mẹ con ăn nha. Mẹ, chừng nào cháo chín con múc lên cho mẹ ăn nha mẹ. Nhất trí. Bye bye mẹ. Bye bye con. Thương quá. Anh ơi. Anh sao vậy? Dạ. Anh chậu nữa hả? Đỡ anh đi lên phòng. Nhìn mặt mẹ con cô chán lắm rồi biết không? Từ lúc mà mẹ con cô có mặt ở đây, công chuyện làm ăn của tôi lúc nào cũng thua lỗ hết trơn á. Bây giờ nó hết thương cô rồi. Dễ thấy mồ. Đường ai nấy đi cái rụp à.
Đừng có đuổi em nữa được không? Anh ơi. Của em nè. Trời đất ơi. Ôi, yêu nhau cả một năm trời tới giờ mới biết em thích bông hồng vàng hả? Yêu nhau cả năm trời, vậy mà bây giờ anh vẫn chưa hiểu hết về em. Xem ra anh không phải là người bạn trai tốt rồi. Nói năng linh tính gì vậy? Nói chứ bông gì em cũng thích hết. Miễn là anh tặng là em thích à. Người tặng hoa này chắc rất hiểu em. Cái này không phải của anh. Anh thấy ở ngoài lễ tân, anh chỉ tiện tay đem cho em thôi. Hình như có tình địch mới, chắc anh phải nhanh chóng tấn công mới được. Chắc không có gì nghiêm trọng đâu. Em nghĩ là đối tác hay là khách hàng gì đó. Trong một lần gặp gỡ em vô tình em nói em thích bông hồng vàng cho nên người ta tặng thôi. Con thích không? Mẹ, mẹ mua cho con cái đó nha. Ok, bữa sau mẹ mua cho con nha. Anh đến đây làm gì? Mẹ đã ngăn cản mà cậu ta cứ tự ý vô đó. Nè mà bà xin lỗi con nha. Thời gian qua ba bận làm ở nước ngoài, ba không có tới thăm con được. Con đừng có giận ba nghe. Ủa mẹ, cái đó là ai vậy? Có phải là ba con không? Tại sao lại trơ trẽn đến như vậy? Cậu đi về đi. Lúc trước á, cậu và mẹ cậu đuổi con gái tôi ra khỏi nhà. Bây giờ tới tìm con là sao? Con xin lỗi. Con biết là thời gian trước con đã gây ra lỗi lầm với Trang. Và con muốn có một cái thời gian nào đó, có cơ hội để mà bù đắp cho Trang. Con hối hận lắm. Tôi không cần bù đắp. Nam à, ba sẽ tìm cơ hội ngày nào đó ba bù đắp cho con. Con tôi cũng không cần bù đắp. Suốt bao nhiêu năm qua gia đình tôi không cần anh. Tới bây giờ tôi cũng không cần sự có mặt của anh nữa. Anh còn lòng tự trọng anh đi về đi. Đừng để tôi phải đuổi anh thêm một lần nào nữa hết. Anh đi về đi. Tốt nhất cậu đi về đi. Con nghe mẹ. Ôi con, mẹ tới trường đón Nam nhưng không thấy con ơi. Bảo vệ nói á, con nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi và một người phụ nữ lớn tuổi đón bé Nam đi rồi. Cái gì? Có khi nào á là mẹ con vừa thằng Tài đón bé Nam đi không con? Chắc là họ rồi. Nhưng mà tại sao lại kiếm tới trường của con nhỏ luôn vậy? Mẹ lo quá à. Hai ngày nay á, mẹ thấy có người theo dõi mẹ đó. Dạ thôi được rồi, mẹ bình tĩnh đi mà. Làm sao đấy con? Không có chuyện gì đâu. Trời ơi. Mẹ về nhà trước đi, bây giờ con sẽ đi kiếm bé Nam nha. Dạ 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 rồi. Em, cái hợp đồng này anh để đi đi, em ký sao? Bây giờ em có công việc ở nhà rất là gấp. Ủa, có chuyện gì em lo lắng quá vậy? Không sao đâu, chuyện nhà em thôi. Bây giờ anh về làm việc trước đi, em gặp anh sau nha. Trang. Nếu mà con thích chơi siêu nhân á thì chút nữa ba mua cho con thêm một con. Em cảm ơn ba. Nè, con muốn đồ chơi gì á bà nội đi mua cho con hết á. Muốn cái gì bà nội mua hết, hiểu không? Dạ. Ủa em. Ủa mẹ. Dạ. Các người làm gì vậy? Tại sao lại tự ý đem con tôi về đây? Mẹ là bà nội của nó, còn thằng Tài á là ba của nó, đâu phải người xa lạ đâu con. Thằng Nam chỉ có duy nhất một mình tôi là mẹ thôi. Các người đem nó về đây không hỏi ý kiến tôi đó là phạm pháp. Nếu xảy ra một lần nữa đừng trách tại sao tôi không để yên cho các người. Tôi sẽ kiện đó. Em à, em đừng làm như vậy được không? Anh đau lòng lắm. Coi như là anh xin em cho anh cơ hội. Sẽ không có cơ hội nào cả. Bởi vì tôi không có muốn bất kỳ một mối quan hệ nào với các người. Cả hai người. Anh biết là anh có lỗi. Nhưng mà anh mong em là chúng ta có thể quay lại với nhau để cho con mình nó có cha lẫn mẹ được không? Con à, lỗi đó là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi con. Con cho thằng Tài nó nhận con của con. Rồi vợ chồng con cái con đoàn tụ với nhau. Mẹ hứa với con á là mẹ sẽ thương con, thương cháu nội của mẹ. Mẹ hứa. Mẹ, ba lỗi cho ba với bà nội đây. Ba với bà nội lỗi rồi.
Con nghe nè, đây là chuyện của người lớn, con không biết, con không được xen vô, con nghe rõ chưa? Ừ, ngoan, bây giờ mẹ con mình sẽ về nha. Đây là lần cuối cùng tôi đến đây, tôi không muốn tình trạng này xảy ra nữa, nếu không tôi không có để yên đâu, con nghe chưa? Đi Trang à, Trang.